Vừa qua, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang xác nhận với đơn vị vừa phát hiện một vụ buôn bán vàng trái phép từ Campuchia vào địa phương. Cụ thể thì lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tiến hành giao dịch vàng nên đã tạm giữ hình sự. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 1 năm 2022, lực lượng chức năng phát hiện hai người là NTB, sinh năm 1965, cư trú tại khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, và TKC, sinh năm 1976, cư trú khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đang tiến hành giao dịch vàng nên đã bị tạm giữ hình sự. Ngoài ra, thì tại hiện trường còn ghi nhận thêm rất nhiều tang vật có giá trị cùng số tiền rất lớn, gồm 3 thỏi vàng kim loại, mỗi thỏi 3kg, nghi được đưa về từ Campuchia, 700 triệu đồng và 170.000 USD, tương đương với hơn 3,8 tỷ đồng. Sau đó, thì đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã ban hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với tiệm vàng lớn nhất Long Xuyên, tên BQ, nằm trên đường Nguyễn Trãi và hai địa điểm khác liên quan tới B và C. Tại đây, thì khu công tác thu giữ khá nhiều vàng, nữ trang lên tới 15kg, 25 tỷ đồng tiền mặt, 2,1 triệu USD, hơn 48 tỷ đồng, cùng một số ngoại tệ và giấy tờ điện thoại khác. Hiện tại, công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục công việc điều tra và làm rõ sự việc, đồng thời thì kêu gọi những người liên quan khẩn trương đến trụ sở, hợp tác điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng.